Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiên Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trước vòng 3 Premier League, đổ dồn về Anfield. Tâm điểm của vòng 3 Premier League là trận đấu giữa Liverpool và Arsenal ở sân Anfield. Sau khi Man City bị Tottenham cầm chân, Liverpool đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Tuy vậy, thầy trò Jurgen Klopp sẽ đụng phải thử thách khó nhằn ở vòng 3 mang tên Arsenal. Lúc này Arsenal chính là câu lạc bộ duy nhất cũng toàn thắng cả hai trận ra quân nhưng Liverpool. Cho dù không quá thuyết phục, nhưng thành tích của pháo thủ vẫn đáng được ca ngợi bởi lẽ họ thiếu không ít những trụ cột. Đặc biệt hai trận đấu vừa qua, bom tấn Nicolas Pepe đều không đá chính vì chưa hồi phục 100% thể lực. Ở Anfield, Pepe nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu và anh sẽ tạo ra cuộc so tài rất thú vị với hai ngôi sao châu Phi nổi tiếng của Liverpool, Sadio Mane và Mohamed Salah. Về lý thuyết, Liverpool đang được đánh giá cao hơn hẳn Arsenal, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Trong 3 trận đấu gần nhất tại Anfield, Liverpool đều thắng đậm Arsenal. Ở mùa trước, họ đã vùi dập đội bóng của Emery với tỷ số 5-1. Tuy vậy, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá và Liverpool không thể coi thường Arsenal nếu không muốn trả giá đắt. Đối thủ chính của Liverpool, Man City, sẽ làm khách của Bournemouth ở vòng đấu này. Man City có sức mạnh vượt trội và hứa hẹn sẽ dễ dàng có 3 điểm kể từ khi Bournemouth lên hạng vào năm 2015. Họ đã toàn thua 8 trận khi gặp Man City, thủng lưới 25 lần và chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Trong khi đó, Tottenham và MU cũng có trận đấu được đánh giá là khá nhẹ nhàng khi tiếp đón Newcastle và Crystal Palace. Mùa này cả Newcastle và Palace đều sa sút thấy rõ và quá khó để kỳ vọng họ có thể tạo ra bất ngờ trên sân của các ông lớn. Không dễ dàng như vậy, Chelsea phải làm khách của Norwich, đội bóng đang sở hữu chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới Thibaut Pukki. Sau các trận đấu thất vọng liên tiếp, Chelsea chịu áp lực rất lớn. Nếu không thể đánh bại Norwich, thầy trò Lampard sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng thực sự. Lịch thi đấu vòng 3 Premier League như sau: 2 giờ ngày 24 tháng 8, Aston Villa gặp Everton; 18 giờ 30 cùng ngày, Norwich City gặp Chelsea; 21 giờ Brighton gặp Southampton; United gặp Crystal Palace; Sheffield United gặp Leicester City; Watford gặp West Ham; 23 giờ 30 cùng ngày, Liverpool gặp Arsenal; 20 giờ ngày 25 tháng 8, Bournemouth gặp Man City; 22 giờ 30 cùng ngày, Tottenham gặp Newcastle; 22 giờ 30, Wolverhampton gặp Burnley. Trước vòng 2 La Liga, Messi trở lại cánh tim. Nhiều khả năng Barcelona sẽ chào đón sự trở lại của Lionel Messi ở vòng 2 La Liga 2019-2020. Chấn thương bắp chân khiến Messi lỡ trận Barca thua Bilbao ở vòng 1. Hôm qua ngày 22 tháng 8, ngôi sao người Argentina đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Huấn luyện Van Verde chưa xác nhận Messi có đá ở cuộc tiếp đón Betis vào ngày 26 tháng 8 hay không. Tuy nhiên, việc Messi trở lại luyện tập bình thường và nút chọn giáo án từ ban huấn luyện Barcelona cho thấy gần như chắc chắn thủ quân đội tuyển Argentina sẽ ra sân cuối tuần này. Sự trở lại của Messi là tin không thể vui hơn với huấn luyện Van Verde và các cầu thủ Barcelona ở cuộc đón tiếp đối thủ khó chịu Betis mùa trước tại chính Nou Camp. Đội bóng xứ Andalusia đã gây sốc, hạ gục gã khổng lồ xứ Catalan với tỷ số 4-3, chấm dứt chuỗi trận bất bại 46 trận của Barcelona. Có Messi nhưng Barcelona mất hai cầu thủ quan trọng trên hàng công là Dembele và Suarez vì dịch chấn thương. Trong bối cảnh Griezmann cần thêm thời gian để hòa nhập, nhiệm vụ ghi bàn cho Barca vẫn đè nặng lên vai của Messi. Tương tự Barcelona, Atletico Madrid cũng gặp thử thách lớn ở vòng 2 vì phải làm khách đối thủ cứng đầu cứng cổ Leganés. Đội quân của Diego Simeone đã hạ gục Leganés ở cả 3 lần tiếp đón đối thủ này trên sân nhà, nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác tại Butaque. Cụ thể, ở 3 trận đấu gần nhất làm khách trước Leganés, Atletico Madrid bị cầm chân cả 3, hòa 3. Trong đó có 2 trận đoàn quân của Diego Simeone bất lực trong việc ghi bàn. Vì thế, chuyến làm khách tại Butaque vào ngày 26 tháng 8 tới được dự báo lành ít dữ nhiều với Atletico Madrid. Trong khi cả Barcelona và Atletico Madrid đều chạm trán đối thủ khó chịu thì Real Madrid gặp mùi ngon Real Valladolid ở 11 lần đón tiếp Valladolid gần nhất, kênh cánh trắng không thua trận nào. Vì thế sẽ không bất ngờ nếu đội quân của Zidane một lần nữa hạ gục câu lạc bộ của ông chủ rô béo tại Bernabeu. Dù mất Luka Modric vì thẻ phạt và chưa có sự phục vụ của ba tân binh Jovic, Hazard và Flamini do chấn thương, Fernandinho sẽ rời Man City vào cuối mùa này. Fernandinho đã lên kế hoạch rời Man City sau khi hợp đồng kết thúc vào cuối mùa này. Ngôi sao 34 tuổi người Brazil đã mất vị trí chính thức ở hàng tiền vệ trong đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola và tay tân binh Rodri. Đó là lý do anh từ chối gia hạn hợp đồng vốn chỉ còn thời hạn 9 tháng với Man Xanh. Điều đó có nghĩa Fernandinho có thể sẽ rời Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa 2019-2020, thậm chí được phép đơn phương đàm phán với đội bóng khác ngay đầu năm 2020. Fernandinho từng được xem là tiền vệ rất quan trọng giúp Man City thi đấu thành công những mùa giải gần đây bởi khả năng phân phối bóng và đánh chặn từ xa rất hiệu quả.
Tuy nhiên, gánh nặng tuổi tác khiến Man City buộc phải tìm kiếm người thay thế anh trong tương lai. Đó là lý do họ đưa về Rodri từ Atletico với giá 70 triệu euro. Do đã bước vào những năm cuối của sự nghiệp, Fernandinho có thể sẽ sang Trung Quốc hoặc Mỹ thi đấu ở mùa giải tới. Việc rời Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do còn giúp cựu binh này có được nhiều lợi ích về kinh tế khi ký hợp đồng với câu lạc bộ mới. Martial thừa nhận cạnh tranh bàn thắng với Rashford. Trong nội bộ Man United tồn tại cuộc cạnh tranh ngầm giữa hai tiền đạo chủ lực Anthony Martial và Marcus Rashford, nhưng điều đó mang lại lợi ích cho tập thể. Đến thời điểm này của mùa giải, hàng công của MU đang thi đấu khá tốt khi hai chân sút chính là Martial và Rashford mỗi người đều ghi được hai bàn thắng. Martial đang ổn định hơn khi lập công trong cả hai trận đấu với Chelsea và Wolves. Màn kết hợp của bộ đôi này làm những fan Manu hy vọng về một cặp Cole York mới. Trong lúc tập luyện, chúng tôi có cuộc thi ghi bàn. Chúng tôi đếm xem ai là người dứt điểm tốt nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất. Ai thắng ư? Chà, điều đó phụ thuộc nhiều thứ. Đôi khi là anh ấy, đôi khi là tôi. Trong trận đấu, Rashford thích chơi ở trung lộ giống như tôi. Tôi không ngại việc phải ra cánh hay bó vào trong. Chúng tôi thường xuyên hoán đổi vị trí. Việc Rashford thường xuyên ghi nhiều bàn thắng hơn không khiến tôi bực mình. Điều đó giúp đội bóng xuyên phá các hàng phòng ngự và tôi hy vọng chúng tôi có thể giữ vững nhịp độ tấn công này xuyên suốt cả mùa giải. Ở vòng 3 ngoại hạng Anh, MU được kỳ vọng sẽ có 3 điểm không quá khó khăn. Đối thủ của họ chỉ là Crystal Palace, đội bóng chưa thắng trận nào ở hai vòng qua và đó là cơ hội cho Martial và Rashford nổ súng. Ronaldo bất ngờ với Fernandes không đến MU hoặc Real. Là đồng hương của nhau, Cristiano Ronaldo hiểu rõ trình độ của Bruno Fernandes nên không khỏi bất ngờ khi cậu đàn em không chuyển tới được bến đỗ nào tiềm năng hơn. Thể tuyệt vời trong áo Sporting Lisbon nên Fernandes nhanh chóng lọt vào mắt xanh của hàng loạt đội bóng lớn trên thế giới. May tức là đội theo đuổi tiền vệ 24 tuổi, gắt gao nhất. Nhưng đến lúc này khi mà phiên chợ hè tại Anh đã đóng cửa, mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Sau khi MU thất bại, Real Madrid nhảy vào cuộc nhưng cho đến lúc này vẫn chưa hề có gì đảm bảo Fernandes có thể đến được Madrid. Chính điều này khiến Ronaldo rất bất ngờ. Trong đội tuyển quốc gia, mọi người đều không biết vì sao Bruno Fernandes lại không chuyển đi. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, chúng tôi có rất nhiều tài năng và nó như là ánh nắng cuối đường hầm vậy. Có thể thế hệ này là thế hệ tài năng nhất nhưng điều đó là không đủ. Họ cần phải khao khát vươn lên, chuyển tới những nơi tốt nhất cho mình. Tôi đã nói chuyện với Fernandes vì trách nhiệm của đội trưởng là phải giúp đỡ những đồng đội. Bồ Đào Nha sẽ tham dự hai trận thuộc vòng loại Euro 2020 vào tháng 9 tới. Đầu tiên là chuyến hành quân tới Serbia và sau đó là cuộc chiến dễ thở với Lithuania. Cầu thủ MU sốc về quyết định của Solskjaer về Pogba. Rất nhiều cầu thủ Man United đã thực sự bị sốc khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer quyết định không cho Pogba thực hiện nhiệm vụ đá phạt đền tại Man United thêm một lần nào nữa. Trong trận đấu với Wolves ở vòng 2 Premier League 2019-2020, Man United đã có cơ hội rất lớn để giành chọn 3 điểm khi Pogba bị phạm lỗi và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút thứ 67. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã không thể chiến thắng thủ thành Rui Patricio và Quỷ Đỏ chỉ có thể kiếm về một trận hòa một đều. Theo The Sun, huấn luyện viên Solskjaer đã rất tức giận khi chứng kiến Pogba và người đàn em Marcus Rashford tranh nhau đá phạt đền ở một thời điểm vô cùng quan trọng của trận đấu. Sau trận đấu, ông thầy Ginawi đã nói thẳng với Pogba ngay trước mặt toàn bộ cầu thủ trong phòng thay đồ rằng anh sẽ không còn được quyền đá phạt đền nữa. Tuyên bố này của Solskjaer khiến rất nhiều cầu thủ Man United bị sốc. Pogba lúc này vẫn được coi là ông trùm trong phòng thay đồ và về Solskjaer làm bẽ mặt anh như thế có thể khiến căng thẳng bùng nổ không thể kiểm soát. Pogba từng nói thẳng muốn rời Man United vào mùa này nhưng không thể ra đi khi hạn chót của kỳ chuyển nhượng trôi qua. Chưa rõ anh sẽ phản ứng ra sao sau quyết định của Solskjaer, nhưng trước đó nhà vô địch thế giới 2018 đã công khai xin lỗi các đồng đội vì bỏ lỡ quả phạt đền. Navas đặt một chân tới PSG. Theo thông tin mới được tờ AS đăng tải, PSG đã bước đầu đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Keylor Navas, người đã bày tỏ nguyện vọng rời Real Madrid trong hè này. Nhà đương kim vô địch Lyon buộc phải chuyển hướng mua Navas sau khi thất bại ở thủ hụt Donnarumma. Barca từ chối Inter Milan theo Mundo Deportivo. Inter Milan đã đề nghị mượn Arturo Vidal trong hè này, nhưng Barcelona đã từ chối. Đội bóng xứ Catalan chỉ cần nhắc đề nghị của Inter Milan nếu đội bóng này muốn mua đứt ngôi sao người Chile. Renato Sanchez đạt thỏa thuận với Nin. Theo tiết lộ của AMC Sport, Bayern Munich đã đạt thỏa thuận bán tiền vệ Renato Sanchez cho Lille với mức giá 25 triệu euro. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ đặt bút ký hợp đồng 5 năm với đội bóng Pháp. Barca bi quan vụ Neymar. Theo Ichiro Goto, các giám đốc của Barcelona tin rằng PSG không dễ để Neymar trở lại Nou Camp trong mùa hè này. Vì vậy, đội bóng xứ Catalan không tỏ rõ sự quyết tâm trên bàn đàm phán, bất chấp việc Real Madrid đang theo đuổi ngôi sao người Brazil. Fiorentina cân nhắc bán Chiesa. Theo Gazzetta dello Sport, Fiorentina đã sẵn sàng bán tài năng trẻ Federico Chiesa trong hè này cho Juventus. Hiện tại, Gioviola đang gấp rút tìm kiếm người thay thế với ba mục tiêu là Matteo Politano, Domenico Berardi và Rodrigo De Paul. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.
tôi biết ý kiến của các bạn ở các comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe để nhận thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.